Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để mà vẽ Solid World, vẽ xin lỗi các bạn, vẽ AutoCAD 3D nhé các bạn ha. Rồi giờ mình sẽ vẽ một cái chi tiết trên đây. Chi tiết này nói chung là mình kiếm cái chi tiết nào mà sử dụng được càng nhiều lần càng tốt cho các bạn, cho các bạn hiểu được rõ hơn nha các bạn ha. Rồi đó, ok. Rồi bây giờ mình sẽ vẽ cho nó. Rồi đó, giờ mình sẽ vẽ đó, cái đó mình vẽ hết một lần luôn rồi các bạn, mình mới di chuyển mình cắt chặt nó sau. Ok, thì mình sẽ khó quan quan sát video của mình nhé. Ok, các bạn nhập số liệu vô. Nếu các bạn thích kiến thức của mình hay và bổ ích thì các bạn nhớ ủng hộ và chia sẻ cho mình nha các bạn ơi. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đó, mình cứ vẽ hết một lần luôn rồi mình tạo khối rồi mình sẽ kéo nó sau nha các bạn ha. Đó, ok. Bạn này vẫn chủ yếu là dùng lên ít chút thôi. Ok. Rồi đó. Chung là tìm hiểu về cái 3D thì tìm hiểu từ những cái bài tập nó dễ dễ tí nha các bạn ha. Rồi đó, ok, rồi các bạn mua mua nó xuống này. M. Đó, di chuyển nó xuống. Rồi đó, ok. Rồi đó các bạn. Ok, giờ các bạn vẽ nó ra nhé. Rồi sau các bạn thành chút thế này đó, một liên kết nó đã hết rồi, các bạn chút nó ra đó, nhập về giá trị của nó, enter, tiếp tục bên là cái phần này. Rồi nhập kích chọn những con nó thôi rồi enter. Bài này nói chung thì nó dễ nha các bạn ơi. Rồi đó, tương tự như vậy với những phần khác, các bạn kích vô các bạn bấm nhập nhập giá trị của bề dày của nó, bấm enter nha các bạn.
Khi các bạn tạo hết cả các khối rồi, các bạn bắt đầu bạn tiến hành di chuyển cho nó nhé. Các bạn cứ vậy mà nhập thôi. Thật này thì nó không có khó đâu các bạn. Rồi, ok, các bạn cứ nhập nó vô. Rồi đó. Rồi đó, các bạn ấy xong, các bạn quan sát rồi các bạn đồng hình bạn này vẽ mấy cái đường, về mấy cái đường để mình ta lấy dấu, chúng ta kéo nó vô nha các bạn. Đó, như này mình làm chậm á, các bạn dễ quan sát các bạn ha. Rồi, ok. Rồi đó. Rồi, ok, rồi các bạn ra ngoài nhà. Đó. Rồi chúng ta sẽ di chuyển nó làm cái dấu di chuyển, chúng ta mua cho nó vào vị trí nhé. Rồi tôi là chúng ta mua cho nó, di chuyển cho nó, chúng ta cắt chặt nó nè. Rồi cắt bỏ cái phần kia đi. Rồi tiếp tục như vậy với cái phần bên này. Ta sẽ kéo. Rồi ok. Rồi đó. Chúng ta sẽ mua cho nó. Rồi chúng ta đó, di chuyển cái này vô trong, còn cái mặt bên này nó vô cái phần bên này. Rồi chúng ta tiến hành cắt cho nó sệt cắt nhé, chọn cái khối này, chọn cái này, ok. Rồi đó các bạn, tương tự với những cái phần khác luôn nhé các bạn ha. Rồi ok, giờ mình sẽ tiến hành mình cắt cắt phần này đi. Đó, mình mua nó xuống dưới, mình mua nó hơi bị sai đó, mình kéo nó xuống. Nhớ bạn nhớ bật chế độ bấm phím F8 nhé. Cái phần Snap nó sẽ kéo cho cái phần nó auto gì đó, quên mất rồi, mà sẽ kéo cho cái đường của mình sẽ được thẳng nha các bạn. Bạn mà có cái ký hiệu vuông góc ở cái phần dưới màn hình đó. Chứ các bạn mà không bấm phím F8 nó sẽ di chuyển rất là méo, nó chạy cái hình nó vùng vẽ không chính xác đâu các bạn ha. Cái phím F8 hỗ trợ cho các bạn kéo cái vật thể nó được thẳng thẳng hàng nha các bạn. Rồi, ok. Rồi đó, mình giờ còn mấy phần còn lại mình sẽ di chuyển nó vô rồi. Rồi cái phần này nằm ở đâu nhé, mình sẽ mua cái vật thể vô, mình phải vẽ cái đường lấy dấu như mọi khi, lấy dấu mình kéo nó vô. Ok, từ cái phần này mình kéo nó vô, mình chút cho nó hết đi, rồi mình phân tạo khối hết đi, rồi mình thẳng sẽ xử lý cái này sau, mình đừng có vẽ hai bên về xử lý thì nó cũng khá là, nhìn nó khá là rối mắt, mất thời gian đó các bạn. Sau khi xong thì tiến hành chút cắt 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 cho nó. Rồi đó, chọn cái này, enter, nó cắt được một cái rãnh ở đây.
cái này như là nằm ở hai bên này, tiến hành di chuyển cho nó nhé, để một cái đường nằm dấu và di chuyển cho nó, tiến hành mirror nó qua nó nhé. Rồi ok đó, chúng ta vùng này cho nó dễ dễ nhìn, nó vẽ thấy điểm nha các bạn ha. Rồi enter ok. Rồi các bạn bắt đầu, các bạn mua cái phần kia vô nhé. Enter nào, các bạn mua mua cái phần này nó vô này. Rồi đó, mình chuyển vô cho nó. Rồi đó ok. Tương tự tiến hành mirror, lấy được cái đối xứng xuống qua bên này, tiến hành mirror bạn nhé. Và mirror này, kích nó vô. Rồi đó, mirror trong cái đường thẳng, enter cho nó. Rồi mình tiến hành cắt bớt nó đi, subtract, cắt bỏ đi, body tool này, subtract cho nó, cắt bỏ đi. Rồi đó, enter, rồi chọn hai cái phần dư đi, enter. Đây, chọn này cho nó vậy gì, chọn này enter. Rồi đó, được cái hình mà chúng ta mong muốn rồi các bạn đó. Mà tập năm nay không đâu có khó đâu các bạn, nhớ kết thúc của mình, hẹn ngồi cho mình nha các bạn ơi. Rồi mình xin tạm biệt các bạn đây nhé.